Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được, cụ thể là có thể chỉnh trên 5 trên 0V cho tới là 28V các bạn. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn, mình đã hàng vào đây đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua đó là VR10 key lỗ ohm này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tụ lập nguồn. Tụ lập nguồn này á là cái kia nó là 25V 470 các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo ohm này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431, và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nha. Là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục bằng nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Tiếp tục các bạn. Bây giờ là lúc mình hưởng thụ cái thành quả mình làm được. Sau khi cái VR này mình đã móc vào đúng vị trí, chỉnh cho nó ra điện 12V ở đây các bạn. Hai dây âm dương này mình thì kể thêm cái jack USB này để cắm cái đồng hồ vào. Đo cho được cái vôn của nó là 12.8 và dòng chưa có bởi vì chưa sạc. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái bình xe máy 12V 3.5A của xe máy các bạn nha, kẹp âm dương vào để cho nó sạc. Rồi, dòng đã ăn rồi các bạn. Bây giờ đã có dòng rồi các bạn nha. Hiện tại là 12.6V và 3.3A. Đúng với cái mức mà bình điện lý quy định là 3.5A, 12V. Bây giờ các bạn muốn tăng dòng sạc lên thì các bạn chỉnh con ốc này theo chiều kim đồng hồ để tăng vôn lên là nó sẽ tăng dòng các bạn. 5A rồi các bạn ơi, 6A rồi, 7A rồi, 8A rồi, 9A rồi, nó lên rất là thoải mái các bạn ha. Bây giờ 9A rồi là tưởng tượng nó sạc quá mạnh rồi các bạn. Mình sẽ giảm lui lại các bạn nha. Tiêu chuẩn là tầm 3.5 đó, mình sẽ để mức 3.5 như là bình quy định. Ở đây mình chỉ kể cái jack này là để kiểm soát dòng sạc. Khi nhả cái này ra thì nó đo cái vôn của đang có cái bình này là mức 12V. Khi cắm vào là nguồn điện bên này tràn qua và nó sạc.
chỉ thị mức 4 là 12,8. Rất là tiện lợi các bạn ha. Nếu các bạn thích thì các bạn làm giống mình nha, và tiếp tục theo dõi video để biết được cái cách làm đồng hồ như thế nào. Làm cái cục sạc laptop chuyển thành cục sạc ắc quy như thế nào các bạn nhé. Rất là hay. Và ý tưởng tiếp theo của mình đó là sạc bình điện 24V vẫn được, các bạn chỉ cần chỉnh cái này cho nó lên lại 24V. Bây giờ mình sẽ nhả dây cắm ra bởi vì bình này 12V thôi nha, và mình chỉnh xem. Rồi 24V rồi các bạn. Đấy các bạn, với mức điện áp 24V này các bạn có thể sạc bình điện 24V các bạn nha. Và chúng ta sẽ tăng từ từ lên 25, 26 để cho nó có dòng sạc mạnh hơn. Đấy. Thật là đơn giản phải không các bạn? Rất là dễ làm luôn. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem mình có một cái chip cordless trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ dương, bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, ấm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó, mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này, áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé, dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé, các bạn lưu ý điều này nhé. Rất tốt luôn các bạn. Còn chip cordless này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn led thì là rất tuyệt vời luôn các bạn. Hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì. Bây giờ tiếp tục mình sẽ văng các bạn nha, cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, văng cho nó cùng chiều kim đồng hồ tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nha, xin lỗi. Chỉ định của mình không phải 28 mà là 24. Rồi. Rồi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nha. Và mình đã có sẵn đèn led 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó
nổ chip đen này 12 mắc với nổ chip đen 12 kia là thành 24 vôn các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là một nửa ampere mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5, tức là một nửa của một ampere, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi. Rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mọi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nha. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thờ sửa laptop các bạn, thờ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28-30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nha. À, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR10K như thế nào các bạn nha. VR này nha. Rút điện ra rồi. Đây là hình vẽ mình mô tả cái cách để câu cái VR 3 chân vào cái chân số 1 của cái con chip điều chỉnh điện áp, gọi là chân hồi tiếp của con chip này các bạn. TNL431 có 3 chân 1, 2, 3, mình đã nối chân số 1 vào điểm giữa của cái VR các bạn. Hai chân còn lại là chân dưới sẽ nổi vào ấm tù của tù lọc nguồn đã thay là 50V 470 microfarad. Chân ở trên thì nổi vào dương tù. Giới thiệu các bạn cách hàng là như vậy các bạn. Còn hình ảnh chi tiết thì mình cũng muốn cho các bạn xem nhìn ở đây các bạn nha. Đây là chân giữa mình đã hàng vào bên dưới của chân số 1 của TNL431. Đây là một chân ngoài, đây là một chân ngoài hàng vào chân ấm và dương của cái tù này các bạn. Sở dĩ mình hàng ở bên dưới này để làm video cho nó giới thiệu thùng tiền để các bạn nhìn thấy dễ hơn thôi. Còn khi các bạn làm thực sự thì các bạn phải đưa cái này lên ở trên mặt trên này các bạn nha, để an toàn bảo vệ và có thể chỉnh được sau khi các bạn cho vào cái hộp này các bạn nha. Rồi mình nghĩ như vậy là đã giới thiệu chi tiết đầy đủ
cái cách để làm thế nào mà có được một cái cục sạc laptop có thể chỉnh được từ 0V tới 28V rồi các bạn nha. Video xin dừng ở đây và chúc các bạn làm thành công và đạt được như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn.